Tôi có lời yêu cầu người dân chậm rãi, cho xe di chuyển tốc độ dưới 40 km/h đảm bảo an toàn. Yêu cầu người dân là thực hiện đúng yêu cầu của chúng tôi để chúng đi qua đường hầm an toàn. Chậm rãi nghe theo sự hướng dẫn của người điều tiết giao thông.